Đấy, đồng đá đây, ngày xưa đồng đá đây này. Sao luôn hả con mẹ? Chắc chắc đi. Cái này do đá thôi chứ còn không xuống lâu rồi. Chúng ngay cái tàu đá này. Ở đây là cây me thôi, cây me giải phóng để làm đường á. Mà cây này nó ở ngay giữa đường. Đường chúng phải thì bây giờ mình phải di chuyển nó vào đây. Nhiều bác đừng nói là mình phá rừng nhé, không phải đâu. Cây là cây me, là cây ăn quả của nhà thôi nhá. Giải phóng làm đường bê tông nông thôn hóa. Nông thôn biết đường bê tông nông thôn rồi. Nó trúng vào cây này này. Mình phải di chuyển nó vào đây. Mình không muốn làm nó mệt lắm. Làm gì không mệt ha. Làm cái gì cũng mệt hết. Các bác cầu cái gì cũng mệt hết. Like cho anh trong hai miền một like nào. Dạ, cảm ơn rất nhiều nhé. Đây là mình di chuyển ở cái đường mình có đăng một clip rồi, là giải phóng làm đường để bê tông hóa nông thôn đó. Thì cái này nó trúng vô ngay cái chỗ đường. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào cái vườn đây. Mình sẽ trồng xuống nó sống thì cho nó sống, còn vì nó không sống được thì mình cũng hoan hỉ cho nó ra đi. À, một hóa kiếp cho những con giun ăn nó thôi. Mình làm không được, nhớ cái em mình làm, mình kiệt sức. Sức mình không đảm bảo. Cho nên mình hay đi làm, cố gắng để làm clip cho anh em. Khi mình hái cà là mình hết sức của mình nhớ tâm mình làm á. Nên nhiều khi nói chuyện nó không được thanh thoát. Ừ, mà mình là người đồng bào mà. Nhiều bác hay hỏi anh là đồng bào gì không? Mình là người dân tộc ít người. Mình là người dân tộc ít người nhé. Chứ đồng bào thì 54 đồng bào của dân tộc Việt Nam rồi. Còn mình là gọi là dân tộc thiểu số. Thiểu số là ít đây. Ý là thiếu số. Ừ, mình là thiểu số đấy. Thiếu con số. Còn thiếu đấy. Mình nói vui thôi, anh em nào thì chắc theo dõi kênh của mình thì cũng biết rồi. Nhưng mà mình ít nhiều cái bình luận thì mình không thể trả lời được nhé. Ngay cái chùa đá không thể anh em nhò đi cân đá bắt đầu ta xuống với mỡ ấy. Đổ xuống rồi nó nằm ở đây, anh em mình khỏi phải buộc phải chẳng hơn luôn á. Trong tội nữa. Cái chi cu bơn mà chắc là ép xanh rồi đấy.
Các bác thấy không, nó sưng ở đây luôn này. Đúng mình. Ai, bây giờ xuống này các bác này. Rồi được rồi. Xuống đi, nó máy đi. Bên đâu ạ? Ở bên đi. Từ từ nhá. Mình chui. Nó xuống ngay thôi đó thì mình. Ừ. Mẹ lên nhen nó có còn vậy? Nè nó đè đó. Thôi đập con bên kia. Thôi đập con kia. Ý là xin ngã bò nhưng vẫn khỏe mà nè. Ý là chầm mà. Từ tí hiểu ngã lốc mẹ rắn thao mình đã. Cô mới kia mắt. Nó sập kia, nó nóng rồi, nó cứ để đi coi nhé. Mong là, mình mong là nó ngay ở chỗ hố này luôn cho mình nhé. Tắt máy rồi. Ê, Huệ ở gói. Huệ nhược lên, Huệ này rồi. Lại là mình lên cái giữ giữ cái đồ là em dê là xe hiểu không? Không được không nói không mình lên đây này lên trong cái đầu kia nha. Giữ nhá, từ nhất nói không. Vậy tôi xem cái nhau hết cái đó.
Ôi vậy. Nó đứng lên được còn nó ngã xuống mình nghiên cứu rồi bác. Cấm nẹt đây vườn thui lẹ hết cũng có như đỡ tường có. Vậy thuê chứ ha. Là lên tới là nó cuốn vào cái này.
La phun này chạy phải cùng nhau chạy nó ai buồn ai buồn ra lấy này là cách trong hai miền cách trong cây theo công nhân là từ lúc này cách trong cây của anh sống hai miền là nó nhanh lắm, không cần thuốc không cần cách rễ gì hết. Cuộc sống mà sống được bao nhiêu năm đâu, mình làm thì mình phục vụ chứ, không quên không có tiền mình chỉ có phục vụ, không có tiền không có người ta quay nữa. Các bác nào mà muốn cho bác nào muốn cho em làm được cái hồ cá coi cùng đây ở bên kia này các bác sau này thì mong like nhá, hay có thể ủng hộ trong hai miền bằng nốt hết được, hay là mua sản phẩm của trong hai miền bán đấy, sản phẩm nhá, kèm dùng tăng gia cho chị em phụ nữ á. Tôi nói cho khỏi vợ đi đi tới đâu xa nữa, đi spa chỉ mua một chai đó 100-200 thôi mà cho vợ mình xoài thoải mái. Than nhỉ, dội luôn than nhỉ luôn. Ê là canh đó đó đó. Bóc cái canh. Là chú bơi. Chèm bò. Chèm bò. Nghe mày hỏi là đừng lại nó phanh luôn nha. Hả? Tôi tuần hát nghe mày thôi là phanh là xe luôn nha. Ok. Oh!
đấy. Đây vô cái tưng rồi. Đó. Lấy cái đe nó đè vô. Đè coi, đè coi, đứng lên cho. Đứng rồi mà. Đứng kia thằng cái này này. Đó, lùa một thằng giữa rồi, một thằng... Rồi. Bắt lên chân á, lung lại lại gặp nó bắt đầu. Không bắt đầu. Tam đầy đây chẳng. Đưa đây chẳng. Mày ép cái này. Lần lượt thế một ngày đi sao bị phát nào được, đâu phải đi tạ đâu. Mình đi về mà, đâu phải mình ở lại đâu. Giờ đi mua xi măng rồi, anh xây vòng tròn rồi đổ đất. Chết rồi, treo Hà Lan đúng không? Chết mờ đấy mà, nó chết nó khô. Nhưng cũng đẹp chứ, treo len cũng đẹp chứ. Trồng len, treo len vô càng đẹp nữa. Mờ nói mà. Mờ. Đào xuống sau cái đường nó đâu có ở xuống sau đâu. Chắc đã phốt lắm nên đỡ nâng môn lịch nhỉ. Không, cái đây là phải lấy cái đá kia, đá sân nhà bỏ vô xung quanh rồi xúc cái đất bỏ vô. Đó, bỏ vô ở trên đó. Xung quanh này chứ. Làm thế chứ. Tí nữa cái này. Hôm nay tính ở nhà làm cái này rồi mà. Cái làm sao? Lực cái clip này lực đã dần vào lắm ở trên. Thì đó nếu mày có với vân ngàn này thì mò hà ràng 600, 500. Mực ở đây là hồi nãy là nhổ được rồi. Nhổ xong rồi, bó xong rồi. Dồn phan 500 lượt này cây này. Nhưng mà tiền công chiều 3 không? Vỡ gạch luôn thấy chưa? Kha nun mơ mơ chọc quá hoàn quá. Mà không cho phát tao mà. Đã đọc rồi mà ngừng. Mơ mơ đã lại đến đây là vậy. Ý là nhiệt mới cục đá ở trong á. Ừ, ở vô đó. Giữ được chưa? Mà thôi, mút nhanh không? Em mút mơ mút được rõm xe được rồi. Cái này cho đứng lên một tí nữa, cao. Cho nó thẳng ra, nó làm mà. À, sau một thời gian cũng vất vả mà dừng lên thì hiện tại đã dừng lên thế này được rồi, và mình cũng đã lên mâu bầu cho nó rồi, thì mình cũng mong là cây này nó sẽ nâm tuổi đầy lộc ra để cho mình có một cây me để mình ăn quả đây, và có chỗ để mình che nắng khi mát mẻ. Thì các bác nào mà có kinh nghiệm hơn nữa thì có thể bình luận để tư vấn cho mình, để mình biết cách cây này làm thế nào để nó sống một cách là 90% hay là được 100% sống ấy, các bác nhé. Thì clip bây giờ em cũng kết thúc ở đây, và khi nào mà nó cây này nó sống thì mình sẽ khoe thời đến tạo cảnh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.